Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lộc giữ chức vụ hiệu trưởng trường. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lộc sinh năm 1953, có hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, từng kiêm nhiệm nhiều vị trí từ giảng dạy, nghiên cứu đến quản lý giáo dục trong nước và quốc tế, giáo dục công lập cũng như tư thục. Hiện nay, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lộc là ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước ngành giáo dục học. Trước khi được bổ nhiệm vị trí hiệu trưởng trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, ông từng là phó hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ bổ nhiệm hiệu trưởng trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lộc bày tỏ niềm vinh dự khi được đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng nhà trường, đồng thời thể hiện quyết tâm đưa trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu vươn ra biển lớn bằng những định hướng tăng mạnh quy mô sinh viên, đưa vào đào tạo các ngành nghề mới bằng cách tăng cường mở ngành, chuyên ngành, phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn quốc tế, đào tạo bằng kép. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lộc, tới đây, trường cũng đẩy mạnh đổi mới cấu trúc tổ chức và tài chính theo xu hướng giảm đầu mối quản lý, đạt được các chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cần thiết để nhà trường mở rộng các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng, quốc tế hóa công tác đào tạo.